Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Xin kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, cũng phải là khoảng một thời gian lâu lắm rồi mới gặp lại anh Thắng. Không biết là trong khoảng thời gian qua thì anh Thắng đã đi đâu rồi ha? Có lẽ đây là một thời gian khá dài. Tôi đi một coi như gần hai vòng trái đất rồi. Dạ. Thực sự thì một trong những nơi chốn đó đến mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta muốn nói chuyện về một cái câu chuyện của một cái thành phố tên là Nazareth. Nazareth là ở đâu anh Thắng? Nazareth là một thành phố nằm ở bên Do Thái, tức là Israel đó. Và đây là một cái thành phố không biết nói như thế nào. Một thành phố tuy nó không phải là một cái địa điểm du lịch hoàn toàn. Thế tuy nhiên đến với Nazareth thì chúng ta đến đây là một cái thánh địa. Nó giống như là một cái nơi chốn có những cái thánh tích về bên Kitô giáo. Và đây là một thành phố mà tôi nghĩ là rất là nhiều người tín đồ của Thiên Chúa giáo, tức là Kitô giáo đó, đã đến đây để mà thăm viếng cái thành phố này rất là nhiều. Dạ, trong một dịp chương trình thì mình có nhắc sơ qua hồi xưa mình có nói một cái ở Israel là Black Sea, thì không biết Nazareth nó có gần ở đó không hay nó ở đâu không anh Thắng? Black Sea thì thực sự đất nước Do Thái cũng không có quá lớn, Nhất Anh thấy từ Bắc xuống Nam họ cũng không có quá dài. Thế tuy nhiên thì nếu mà đi từ Nazareth xuống Black Sea đó thì tôi nghĩ khoảng 200 cây số. Đó là một cái đoạn đường đối với chúng ta bên Mỹ này thì hoàn toàn không có dài chút nào cả. Vậy thì ở đó nãy anh Thắng nói là nó có một nơi mà thánh địa mà của người Thiên Chúa giáo, thì anh Thắng có thể kể thêm nhiều hơn được không? Chút xíu nữa thì có lẽ chúng ta sẽ đi vào các cái điểm chính của thành phố này. Thế tuy nhiên thì cũng phải nói thêm đây là Nazareth đó, là một thành phố mà người Ả Rập sinh sống nhiều. Họ sinh hoạt ở đây nhiều hơn là người Do Thái giáo. Tức là người Do Thái đó. Thì chúng ta thấy ngạc nhiên là nếu mà nói một cái câu chuyện mà nếu người Ả Rập mà sống ở trong đất nước Do Thái, mà đây là một thành phố mà hơn 60% là người Ả Rập và họ nói tiếng Ả Rập nhiều hơn, thì cũng ngạc nhiên lắm chứ đúng không? Tuy nhiên thì đây là một thành phố từ ngàn xưa cho đến giờ, tức là nó thuộc về của người Ả Rập. Nhưng mà sau này thì cho đến năm 1948 thì sau khi đất nước Do Thái đã được thành lập thì những người này họ vẫn ở phía bên Do Thái và họ trở thành những người công dân Do Thái nhưng mà gốc thì vẫn là Ả Rập. Là người ta nói cả hai tiếng luôn hay sao? Thành ra hầu như họ nói được hai thứ tiếng nhưng mà ngay thành phố Nazareth đó, thì phần lớn hơn 60% họ nói tiếng Ả Rập. Và trong đó cái đó khoảng 30% thì nói tiếng Do Thái và nói thêm, dĩ nhiên nói 30% để nói tiếng Do Thái thì không đúng. Có nghĩa là người ta đều nói tiếng Do Thái nhưng mà ý tôi muốn nói tức là 30% là người Kitô giáo ở cái thành phố Nazareth. Thì nếu mà nói mà đặc điểm nhất mà địa lý nhất của Nazareth là ở đâu trong ở Đức? Bây giờ nếu chúng ta hình dung như thế này, Do Thái là một đất nước kéo dài từ Bắc xuống Nam, và dĩ nhiên cái phần phía Bắc của nó đó thì phía Bắc của nó thì Nazareth nằm về phía Bắc, và đặc biệt là cái thành phố này đó thì nó nằm gần một cái hồ rất là nổi tiếng trong kinh thánh của bên Kitô giáo, đó là hồ Sea of Galilee hoặc là chúng ta gọi là hồ Tiberias. Thì đây là một cái, có chỗ thì dùng là lake, có chỗ thì dùng là sea, thành ra là biển, có người thì gọi là hồ. Thành ra tôi nghĩ cái câu chuyện tốt nhất của mình đó, mình dùng chữ biển hồ, tại vì thực sự hồ thì nó cũng quá lớn, nhưng mà nếu là biển thì lại quá nhỏ. Thành ra khi người ta gọi chung là đây là một cái biển hồ, nơi có rất là nhiều được các kinh thánh trong Tân Ước đã đề cập đến, và phần lớn những người du khách khi mà đến khu vực này họ đều đi thăm những cái thánh tích ở Nazareth, ở bên Tiberias và cái hồ Sea of Galilee. Đó là những cái điểm mà chúng ta có thể nói ngày hôm nay. Vậy thì anh Thắng có thể nói một đầu tiên là điểm nào anh Thắng? Nếu mà chúng ta trở về lại cái câu chuyện chúng kinh thánh đó, thì có một cái công việc đó là cái câu chuyện là thiên sứ Gabriel đã hiện xuống để mà báo tin với Đức Mẹ Maria đó là Đức Mẹ sẽ phải mang thai Chúa Hài Đồng, tức là con của Thiên Chúa sẽ đến với thế gian và qua Đức Mẹ, và đó là coi như là một cái báo tin từ trên trời xuống để cho biết là thế gian sẽ có một vị Chúa hiện ra ở đây để mà cứu rỗi cho nhân loại. Và câu chuyện đó đã được xảy ra tại ngay Nazareth, và ngày nay đó cái câu chuyện đó đã được người ta
dựng lên một cái ngôi nhà thờ rất là lớn. Yeah. Ngôi nhà thờ được mang tên gọi là Vương Cung Thánh Đường truyền tin, yeah. tức là báo tin Thiên Chúa báo đưa thiên thần xuống báo tin với Đức Mẹ. Thì đó là câu chuyện mà đã được cái nhà người sau này dựng lên một cái nhà thờ để giữ lại cái thánh tích đó. Yeah. Và đây là nhà thờ coi như là một cái ngôi nhà thờ chính cho những người Kitô giáo khi đến thăm Nazareth. Yeah. Và cần nói thêm đó là khi chúng ta đến đây, dĩ nhiên là cái khu vực, cái thành phố Nazareth đó, ngày nay nó không có nhỏ như ngày xưa nữa. Yeah. Nó rất là lớn. Yeah. Và có rất là nhiều tu viện, rất là nhiều cái thánh tích ở đây. Thế tuy nhiên phải nói thêm là chúng ta phải phân biệt một số những cái, thí dụ như những người theo chính thống giáo, yeah. hoặc là những người mà theo Roman Catholic, yeah. có những người thì theo bên Hồi giáo, yeah. đều dự gọi là tham dự những cái thánh tích nằm trong khu vực này. Yeah. Và dĩ nhiên với một cái thánh tích như vậy thì nó thu hút rất là nhiều tín đồ của Kitô giáo đến đây để mà thăm viếng những cái nơi chốn đó. Và nói thêm là cái nhà thờ Vương Cung Thánh Đường truyền tin á, yeah. chúng ta đến chúng ta rất là ngạc nhiên, đây là một cái ngôi thánh đường được xây dựng lại từ năm 1969 đến giờ. Yeah. Và dĩ nhiên chúng ta đến đó thì cái đầu tiên á, có thể qua cái hình ảnh video clip quý vị cũng có thể sẽ xem những cái hình ảnh mà quý vị không tin đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Tại sao vậy anh Thắng? Tại vì đối với người Việt Nam thì Đức Mẹ Maria sẽ mặc áo dài, yeah. mang theo cái tính cách phong tục của người Việt Nam mình. Mà nếu chúng ta đi đến thăm một cái hình ảnh Đức Mẹ ở bên Tokyo hay ở Nhật Bản chẳng hạn, yeah. thì Đức Mẹ sẽ mặc áo kimono. Hoặc yeah. là chúng ta gặp là Đức Mẹ qua cái đất nước của Korea chẳng hạn, yeah. thì Đức Mẹ sẽ mặc cái Hàn bộ Phúc. Yeah. cái bộ quần áo của Korea, yeah. hoặc là đến bất cứ một đất quốc gia nào, đến Peru chẳng hạn, yeah. đến một đất nước Nam Mỹ thì Đức Mẹ sẽ hình mặc theo kiểu y phục của Peru. Và dĩ nhiên cái hình tượng của Đức Mẹ cũng giống như một cái hình tượng mà người Peru đã có cái hình ảnh đó trong đầu, yeah. thành thử chúng ta thấy hình ảnh của Đức Mẹ đến với thế gian đó, mà qua cái ngôi nhà thờ truyền tin đó, yeah. rất là đặc biệt. Yeah. Đặc biệt là cái chỗ những cái hình ảnh, những cái họa tranh mà quý vị có thể qua những cái video clip của chúng tôi đem về, thì quý vị thấy hình ảnh của Đức Mẹ sẽ đi khắp mọi nơi trên thế giới, và Đức Mẹ sẽ đi vào cái gọi là phong tục và những cái gọi là cái văn hóa của cái đất nước đó, của từng vùng miền khác nhau, yeah. để mà hiện hữu trong cái đời sống của thế gian. Yeah. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị, chương trình xin tạm dừng và hẹn quý vị trong phần sau. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Anh Thắng hồi nãy trong phần 1 anh Thắng có nói đó là ở cái thành phố Nazareth này thì có rất là nhiều người Ả Rập. Thì Nhất Anh thắc mắc là không biết là ở đó có những cái nhà thờ Hồi giáo luôn không anh Thắng? Có, chúng ta nếu chúng ta để ý chúng ta có thể lên những cái đồi cao. Tại vì nói thêm Nazareth đó là một cái thành phố ở bên Do Thái, nó có cái hơi... chúng ta không để ý, chúng ta ngạc nhiên lắm. Yeah. Thí dụ như thành phố Nazareth thì nó ở cao hơn mặt biển, yeah. độ chừng 200m, 300m gì đó. Yeah. Thế tuy nhiên chúng ta đi đến khu vực Do Thái với Sheldon yeah. thì chúng ta phải để ý nó có rất là nhiều khu vực mà cái thung lũng của nó thấp hơn mặt biển nữa. Chẳng hạn như nói yeah. đến biển chết, yeah. mà chúng ta có một lần chúng ta nói rồi, yeah, đúng rồi. Thì cái biển chết nó nằm thấp hơn cái mặt biển là tới khoảng 400m luôn. Yeah. Thành thử chúng ta thấy qua nhiều cái thung lũng thì về cái độ cao, về cái độ sâu của thung lũng và cái của một cái núi nào đó ở bên Do Thái đều có một cái hình ảnh là chỗ thấp hơn mặt biển và chỗ cao hơn mặt biển. Yeah. Thì Nazareth là một thành phố nằm cao hơn mặt biển. Thế tuy nhiên chúng ta đi xa hơn một chút xíu về những cái hồ như là hồ Galilee, yeah. hoặc là cái hồ gọi là biển hồ Tiberias đó, yeah. thì những cái nơi đó thì lại thấp hơn mặt biển tới khoảng 200m lận. Yeah. Thành thử khi mà chúng ta đang đi từ một cái độ cao, chúng ta xuống mặt biển, thấp hơn mặt biển, chúng ta thấy cái cảm giác mình cũng hơi khác nhau một chút xíu. Yeah. Chẳng hạn như nếu mà quý vị có dịp đi lên trên một cái độ núi cao chẳng hạn, mà ở trên nó thiếu oxygen chẳng hạn. Nhưng mình sẽ thấy khó thở hơn. Không, thì cảm thấy khó thở đúng không? Yeah. Nhưng mà chúng ta xuống đến cái biển chết, bên trên mặc dù thời tiết có thể lạnh, nhưng mà xuống tới cái khu vực của biển chết, tức là thấp hơn mặt biển khoảng 400m, đó, chúng ta thấy ấm hẳn lên. Yeah. Thành thử đó là những cái mà cảm nhận một cách về cái hoàn cảnh địa lý với yeah. cái thời tiết ở ngay khu vực của Do Thái, yeah. tức là nhất là phía bắc Do Thái và khoảng bên giữa Do Thái, thì đó là những cái cảm nhận rất là lạ. Yeah. Còn nói đến
thành phố Nazareth thì như chúng tôi trình bày thì đây là một nơi thành phố có nhiều người gốc Ả Rập hơn là những người gốc Do Thái. Và dĩ nhiên hai cái tôn giáo đó họ cũng đều có những cái phần trăm khác nhau. Ví dụ người mà chính thống giáo đó, người Ả Rập như họ thì theo chính thống giáo. Nhất anh phải để ý thêm một chút xíu là chính thống giáo đó, hoặc là Roman Catholic hoặc là đạo Tin Lành đó, thì người ta hay gọi chung là Kitô giáo. Đó. Thành ra về phía người chính thống giáo thì cái phần trăm họ cả nhiều hơn. Nhưng mà về cái phía gọi là Công giáo La Mã đó thì phần trăm ít hơn. Và dĩ nhiên người Hồi giáo thì chiếm một cái thiểu số ở đó thôi. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta đến thì tất cả những cái đức tin đó thì đều được thể hiện, chúng ta có thể nhận thấy được. Thì như chúng tôi có vừa trình bày là cái chuyện về Vương quốc Thánh đường truyền tin của bên Roman Catholic. Và nếu chúng ta đi xa hơn, chúng ta đi qua một cái đền thờ gọi là chính thống giáo đó, thì chúng ta lại xem được cái hình ảnh của một ngôi nhà thờ của chính thống giáo. Họ cũng xây dựng để mà lưu niệm, để làm một cái memorial khi mà thiên thần Gabriel xuống báo tin với Đức Mẹ. Dạ, và di tích tôn giáo đó như thế nào hả anh Thắng? Thì qua những hình ảnh video thì hy vọng quý vị có thể nhìn sơ qua một chút xíu về cái nơi chốn mà chúng tôi có dịp thăm rồi đó. Thì dĩ nhiên cái đền thờ của cái nhà thờ chính thống giáo thì họ cũ kỹ hơn, nhỏ hơn. Nhưng mà nói bù lại thì bên Vương cung Thánh đường truyền tin ấy, thì đây là một cái nhà thờ khá lớn và đã được xây dựng lại. Và quý vị có thể xem tất cả những hình ảnh Đức Mẹ qua cái hình ảnh của các dân tộc trên thế giới, qua cái hình ảnh của các đất nước trên thế giới. Và đồng thời chúng ta khi đi vào trong đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái thánh tích đó, cái grotto, tức là cái hang, cái gọi như giống như cái hang động để mà ngày xưa Đức Mẹ đã được báo tin ở ngày đó. Thì đó là một cái thánh tích mà chúng ta có thể nhìn thấy qua cái gọi là cái chỗ để mà tưởng nhớ đến thôi. Chứ còn thực sự chúng ta nghe chiếc grotto chúng ta tưởng là một cái hang động nhỏ để ở ngoài, không có. Tất cả dần được nằm trong một cái nhà thờ Vương cung Thánh đường truyền tin rất là lớn. Và dĩ nhiên khi chúng ta ra ngoài khỏi cái Vương cung Thánh đường truyền tin đó, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy được những cái dấu tích của những ngôi nhà thờ cũ đã được xây dựng ở trên đó. Và bây giờ cái nền của nó là những cái nền có được làm bằng những cái mosaic, tức là những cái đá mà tạo ra những cái hình ảnh đó, được cái nền đó nó vẫn được giữ lại. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ được nhìn thấy tại Vương cung Thánh đường truyền tin. Hồi nãy trong phần 1 anh Thắng có nhắc tới một cái biển mà nó là biển, cũng là không phải là biển, mà nếu mà hồ thì cũng nó là quá nhỏ, thì mình nói là biển hồ đó. Thì anh Thắng có nói là xung quanh những cái đó có rất là nhiều cái sự tích và cũng có nhiều cái nó liên quan đến, đúng không anh Thắng? Đúng nhất anh. Nói đến cái hồ biển hồ gọi là Tiberias, hoặc là chúng ta nói một cái tên khác là cái biển hồ Galilee. Thì đó là một cái nơi chốn mà đã được nhắc nhở rất nhiều trong Kinh Thánh. Và khi đến đây thì chúng ta sẽ được có dịp chúng ta đi một vòng xung quanh biển hồ, và chúng ta sẽ học được rất là nhiều những cái câu chuyện về trong Kinh Thánh nói về sinh hoạt đời sống của Chúa Giêsu ở đây. Và phải nói thêm đó, Nazareth là nơi sinh hoạt của Đức Mẹ và Chúa và Thánh Giuse. Và đây cái sinh hoạt ở đây đó thì đã được người ta ghi lại qua những ngôi nhà thờ, nhà thờ báo truyền tin, nhà thờ của Thánh Giuse ngày xưa ngài làm thẩm mộc ở đó chẳng hạn. Và dĩ nhiên còn nhiều cái câu chuyện khác, nhưng mà một cái câu chuyện nữa là nói đến Nazareth mà không nói đến hồ Galilee là không đúng. Thành thử cái câu chuyện của chúng ta sẽ được qua một cái câu chuyện khác, là chúng ta sẽ đi từ Nazareth, chúng ta chỉ cách cái hồ Galilee chỉ có khoảng 25 cây số thôi. Thành ra chúng ta chỉ chạy xe nửa tiếng là chúng ta tới rồi. Thành ra cũng rất là ngắn chứ không có quá dài. Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ thì dân số tăng lên nhiều, thành ra cái con đường đó ngày xưa chắc là chỗ đi thì nó cũng rất là hoang vu, nhưng mà bây giờ thì nhà cửa nối liền nhau. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy thời gian thay đổi, và dĩ nhiên những cái thánh tích thì còn đó, nhưng mà đã được cải thiện lại rất nhiều để cho thế hệ sau như chúng ta có thể đến gọi là chiêm bái. Nghe anh Thắng kể rất là nhiều, tưởng tượng ra là mình thấy là đó là một nơi mà có vẻ là nếu như mà đi du lịch thì có là một nơi rất là lạ, mà nếu mà những du khách có tới thì sẽ đặc biệt thực sự chúng ta vừa đi du lịch mà chúng ta vừa chiêm bái. Thành thử chúng ta sẽ học hỏi được từ du lịch về những cái thánh tích mà
trong Kinh Thánh đã đề cập đến cuộc đời sống của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như khi mà nói đến cái hồ mà Galilee đó, thì có lẽ tôi sẽ nói chuyện thêm rất là nhiều về những cái câu chuyện phép màu ở trên đó. Thì vì thực sự thì đó là trong Kinh Thánh, và đối với một đức tin thì chúng ta chỉ có tin thôi. Thành ra chúng ta không có đặt thành câu hỏi. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Thắng thôi, đó là cảm nhận của anh Thắng như thế nào? Cho trong một ví dụ như nó hỏi anh Thắng cảm nhận, thì anh Thắng sẽ cho độc giả của Người Việt TV. Cá nhân tôi thì tôi rất là thích thú với thành phố Nazareth. Phải nói chung là đi Do Thái thì tất cả những cái địa điểm mà chúng ta đến chiêm bái, hoặc là chúng ta xem lại những cái thánh tích trong Kinh Thánh chẳng hạn, thì đối với cá nhân tôi rất là thích thú. Thế tuy nhiên tôi có dịp đến nhiều nơi trên thế giới, và dĩ nhiên tôi cũng đã từng đi đến bên tứ độc tâm của Phật giáo chẳng hạn. Thì qua những cái cách diễn đạt của Kinh Thánh cũng như diễn đạt của trong giáo lý nhà Phật đó, tôi cảm nhận được những cái sự tương đồng, và tôi cũng cảm nhận được những cái lạ lắm. Nó có những cái mà mình khi mà mình vừa gặp này mình nghĩ tới cái kia, gặp cái bên Phật giáo mình nghĩ ngay đến Chúa, gặp về những điểm di tích của bên Kitô giáo tôi nghĩ ngay đến bên tứ động tâm chẳng hạn của Phật giáo, và có lẽ ngay cả Hồi giáo cũng cho tôi những cái cảm nhận rất là lạ. Và dĩ nhiên thì nói cảm nhận như thế nào cũng khó để mà diễn đạt từng đức tin một. Thế tuy nhiên thì tất cả đều cho mình cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, một cái sự thoải mái khi mà đến nơi đó. Đó là cũng là một trong những cái học hỏi rất là quý với cá nhân tôi. Cảm ơn Thắng rất là nhiều, và hy vọng là trong lần sau thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh cũng như là Người Việt TV sẽ được đi tới những địa điểm khác nữa. Cảm ơn anh Thắng.